tài chính xanh, xu thế phát triển của tương lai. Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến sàn giao dịch tín chỉ carbon. Hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp nghẽn đến khi nào? Nhà đầu tư chứng khoán trả giá vì đòn bẩy tài chính. Thị trường ô tô bị tác động trước sự trỗi dậy của xe điện. Ngũ quốc tranh cường vũ khí AI. Ấn Độ có thể cấm xuất khẩu đường lần đầu tiên sau 7 năm. Đó là những thông tin có trong bản tin chuyển động kinh tế của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Bản tin của chúng tôi được đăng tải vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại địa chỉ saigondautu.com.vn, đồng thời phát trên kênh YouTube báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính. Thưa quý khán giả, trước những biến đổi cực đoan của khí hậu, con người ngày càng quan tâm đến vấn đề môi trường như khí thải nhà kính, nước biển dâng hay hiện tượng El Nino, La Nina. Trong xu thế này, các thị trường tài chính đã nhanh chóng nắm bắt và đưa ra nhiều công cụ tương ứng. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, đến năm 2023, khoảng hơn 2.300 tỷ đô la Mỹ trái phiếu xanh được phát hành, tương đương 5% giá trị thị trường nợ toàn cầu và dự kiến đến năm 2025 là 5.000 tỷ đô la Mỹ. Trái phiếu xanh chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, vận tải zero carbon, xử lý rác thải. Trong đó, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hà Lan là 5 quốc gia phát hành trái phiếu xanh nhiều nhất. Việt Nam là quốc gia dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu, nhưng nhận thức của xã hội và doanh nghiệp về tài chính xanh vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, chính sách luật pháp chưa thực sự khuyến khích ưu đãi phát triển cho loại hình này. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức về tài chính xanh, xác định những cơ hội và thách thức về tài chính xanh là rất cần thiết, để dần chuyển từ nhận thức thành tự giác, ưu tiên sử dụng các sản phẩm công nghệ xanh. Theo tiến sĩ Trần Văn, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có lợi thế khi triển khai mô hình thí điểm cơ chế đặc thù nghị quyết 98 của Quốc hội. Do vậy, cần ban hành các cơ chế chính sách, quy định pháp luật, đòn bẩy kinh tế cho thị trường trái phiếu xanh để khuyến khích sự tham gia của người dân và doanh nghiệp. Trước thềm hội thảo tài chính xanh và thị trường tín chỉ carbon do báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức vào ngày 6 tháng 9 tới đây, Đầu tư Tài chính đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol, Vương quốc Anh. Theo tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, với lợi thế và đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài trái phiếu xanh nên phát triển mạnh thị trường tín chỉ carbon. Nếu như doanh nghiệp huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu xanh để đầu tư nhằm giảm phát thải hay thực hiện những dự án xanh, thì doanh nghiệp cũng phải có nguồn tiền để trả nợ. Nhưng nếu doanh nghiệp đã có dự án xanh, tức có thể tạo ra các tín chỉ carbon, thì bên cạnh những nguồn thu truyền thống từ bán sản phẩm, còn một nguồn thu khác là bán các tín chỉ carbon được tạo ra từ dự án xanh, đồng thời có thể đo lường mức độ tác động đến khí thải của doanh nghiệp. Nếu tốt hơn, có thể có thêm tín chỉ carbon cho phần lợi ích vượt trội này. Đây chính là điểm cần có một sàn giao dịch tín chỉ carbon. Khi doanh nghiệp này thiếu có thể mua, doanh nghiệp thừa có thể bán. Nghĩa là bản thân thị trường trái phiếu xanh phải đi chung với thị trường tín chỉ carbon, một thị trường song song hỗ trợ lẫn nhau. Dưới sự đôn đốc của Thủ tướng Chính phủ và sau nhiều chỉ đạo của Bộ Tài chính, tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng VAT đã có nhiều chuyển biến. Thế nhưng vẫn còn không ít doanh nghiệp đang kẹt trong thế khó khi tiền thuế chưa được hoàn trong khi dòng vốn hoạt động ngày càng teo tóp. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam FIFORES vừa có văn bản gửi tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiến nghị xem xét và chỉ đạo các bộ ngành có liên quan tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp ngành gỗ về hoàn thuế VAT. Trong văn bản, các doanh nghiệp ngành gỗ cho biết, dù đã có rất nhiều chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, nhiều đề xuất và kiến nghị của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, VFORES cũng như các chi hội trực thuộc và Cục Thuế địa phương, nhưng cho tới nay các doanh nghiệp ngành gỗ vẫn chưa được hoàn thuế. Được biết, ngành gỗ là một trong những ngành có số lượng doanh nghiệp bị chậm hoàn thuế rất nhiều, với tổng số tiền lớn, tính đến tháng 6 năm 2023 là 6.100 tỷ đồng. Không chỉ doanh nghiệp trong nước, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng gặp khó trong việc hoàn thuế. Mới đây, tổng giám đốc Samsung Electronics tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà máy tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ trọng xuất khẩu đến 90% đã vướng vấn đề hoàn thuế lên đến 44 triệu đô la Mỹ. Từ thực tế này, nhiều doanh nghiệp đặt vấn đề nên chăng có chế tài đối với người đứng đầu cơ quan nhà nước chậm giải quyết hồ sơ hoàn thuế VAT để tạo áp lực đẩy nhanh hoàn thuế và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán đã có một tuần dễ thở hơn sau cú sốc ở phiên giao dịch ngày 18 tháng 8 với mức giảm kỷ lục hơn 55 điểm của VN Index. Tuy nhiên, những nỗ lực phục hồi sau đó cho thấy trạng thái yếu ớt của dòng tiền khi một lượng lớn nhà đầu tư thông minh đã chốt lời và đứng ngoài quan sát.
Cho đến phiên ngày 16 tháng 8 khi VN Index đóng cửa ở mức cao nhất 8 tháng đầu năm 2023 ở mức 1.243,26 điểm, hàng loạt công ty chứng khoán vẫn nhận định rất lạc quan về xu hướng tăng trưởng. Đích đến của xu hướng tăng lúc đó được nhìn nhận là 1.300 điểm ngay trong tháng 8. Trên khắp các diễn đàn, hội nhóm đầu tư, các lời hô hào cổ vũ mua càng kích thích lòng tham mạnh hơn. Chính tại đỉnh điểm lạc quan, thị trường lại bất ngờ quay đầu bằng một phiên giảm sốc kỷ lục kể từ đầu tháng 5 năm 2022. Biên độ giảm hơn 55 điểm trong một ngày là diễn biến cực kỳ hiếm thấy, gợi nhớ lại trạng thái thị trường lao dốc sau khi đạt đỉnh lịch sử hồi tháng 4 năm 2022. Theo một chuyên gia chứng khoán, rất nhiều nhà đầu tư chấp nhận đòn bẩy tỷ lệ cực cao như 28 hay 37 và nắm giữ dài. Họ chấp nhận rủi ro rất cao để hy vọng sẽ có lợi nhuận lớn và đôi khi cũng thắng rất to trong những thương vụ riêng lẻ. Có nghĩa khi sử dụng đòn bẩy càng nhiều thì nguy cơ thua lỗ càng cao, vì quyết định sai thường nhiều hơn quyết định đúng và các lần sai được khuếch đại gấp nhiều lần do sử dụng vốn vay. Thị trường ô tô từ năm 2017 đến nay trải qua nhiều thử thách mang tính bất khả kháng, tác động nghiêm trọng đến sản lượng cung ứng. Nguyên nhân do ngành này đang đứng trước áp lực đấu tranh mang tính chiến lược hơn từ làn sóng trỗi dậy của xe ô tô điện. Báo cáo nhận định năm 2023 của hãng tư vấn toàn cầu Elite Partners, ngành ô tô đang đứng trước áp lực từ làn sóng trỗi dậy của xe ô tô điện. Điển hình, các công ty xe điện Trung Quốc hiện đã sẵn sàng để trở thành lực lượng dẫn đầu thế giới. Ít nhất về mặt quy mô, họ tập trung cao độ cho việc tích hợp công nghệ CASE, tức là kết nối, tự hành, di động, chia sẻ, điện, điện khí hóa vào ô tô với mức giá hấp dẫn và tốc độ nhanh hơn so với các nhà sản xuất ô tô truyền thống. Để nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, có thể nhìn vào dự báo doanh số bán các loại xe không dùng pin, phần lớn là động cơ đốt trong ở Mỹ trong năm 2023, chỉ tăng trưởng 6%, sau đó dự kiến giảm dần 4% mỗi năm cho tới năm 2027. Điều này tạo ra áp lực ngắn hạn lên tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền để các công ty sản xuất ô tô truyền thống tài trợ cho các khoản đầu tư vào xe điện. Còn với Trung Quốc, nhờ đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực xe điện, các thương hiệu ô tô nước này bán chạy hơn các thương hiệu nước ngoài tại Trung Quốc trong năm 2023 và chiếm 65% thị trường nội địa vào năm 2030. Và những gì đang giành chiến thắng ở Trung Quốc có thể là khuôn mẫu để giành được chiến thắng trên toàn cầu nhằm đáp ứng người tiêu dùng. Thưa quý khán giả, trong tương lai gần, công nghệ vũ khí tự động sẽ phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Hiện nay, 5 quốc gia có năng lực về tài chính đang đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI và vũ khí tự động là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Trong lĩnh vực AI quân sự, Mỹ cũng giữ vị trí dẫn đầu khi đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào tính toán chiến lược từ năm 1983. Trung Quốc nổi lên như đối thủ đáng gờm trong việc phát triển vũ khí tự động, thể hiện rõ ý định tích hợp AI vào chiến trường trong kế hoạch phát triển AI thế hệ kế tiếp của nước này năm 2017. Mặc dù thiếu nhiều chỉ số về năng lực và chuyên môn, Nga vẫn là nước dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh vũ khí tự động. Với các sáng kiến tạo ra robot quân sự tiềm năng đến năm 2025 và khái niệm triển khai hệ thống robot cho mục đích quân sự đến năm 2030, Hàn Quốc nổi lên như một đối thủ có tiềm năng vượt trội trong lĩnh vực vũ khí tự động chết người. Mặc dù chỉ có 17% người Hàn Quốc thể hiện sự tự tin vào AI, nhưng phần lớn vẫn giữ quan điểm ủng hộ robot nói chung. EU là khu vực kinh tế lớn và là nơi có một số quốc gia thành viên sản xuất vũ khí hàng đầu. Hiện tại, trọng tâm chính của EU là hướng tới AI và robot công nghiệp, nhưng cũng tích cực tham gia phát triển hệ thống robot quân sự tự động. Theo Reuters, chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ cấm xuất khẩu đường trong niên vụ tới, bắt đầu từ tháng 10. Đây là hoạt động tạm dừng xuất khẩu lần đầu tiên sau 7 năm của nước này. Sự vắng mặt của Ấn Độ trên thị trường đường thế giới có thể làm gia tăng giá đường ở New York và London, đồng thời gây ra lo ngại về lạm phát thêm trên thị trường thực phẩm toàn cầu. Theo một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ, động thái này của Ấn Độ nhằm đáp ứng nhu cầu đường địa phương và sản xuất ethanol từ mía. Ấn Độ chỉ cho phép các nhà máy xuất khẩu 6,1 triệu tấn đường trong niên vụ hiện tại, tính đến ngày 30 tháng 9, sau khi bán kỷ lục 11,1 triệu tấn trong niên vụ trước. Động thái này diễn ra sau khi tình trạng thiếu mưa ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất mía hàng đầu của Ấn Độ, trong đó lượng mưa gió mùa ở Maharashtra và Karnataka thấp hơn trung bình tới 50%. Theo Reuters, giá đường tại thị trường nội địa Ấn Độ đã tăng vọt trong tuần này lên mức cao nhất trong gần 2 năm, khiến chính phủ cho phép các nhà máy sản xuất xuất khẩu thêm 200.000 tấn trong tháng 8. Sản lượng đường của Ấn Độ có thể giảm 3,3% xuống 31,7 triệu tấn trong niên vụ 2023-2024. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chuyển động Kinh tế của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.